ok mạnh quá. 18. Chúc cho Huy sẽ luôn nhiều sức khỏe, luôn kẻ trâu. Chúc là mình đuổi rồi. Đúng luôn kẻ trung. Kẻ trung. Và càng ngày càng có nhiều bài hit hơn nữa nha. Ta bài mình thi tân tổng mày đó. Wow, ok. Một cái làm đẹp đâu có. Ok. Cái gì mới đẹp. Bên em nút chấm. Ba má đang ngồi đây. Hỏi ý ba má chưa mà tự nhiên cái hung điên, không biết gì. Cũng hung. Kim Đỡ Khang được chứng minh lâm sàng có hiệu quả hỗ trợ tan sỏi mật sỏi gan, giảm đau viêm đầy trướng, ngăn sỏi tái phát. Gia đình hãnh diện hết trơn. Nhưng mà tôi vẫn hãnh diện với Huy. Tôi tự hào đây là ca sĩ một bài. Đúng rồi. Hai bài rồi. Hai bài. Ủa cái gì Giang? Em nói ca sĩ hả? Trời riết anh quên, anh không nhớ Huy là ca sĩ luôn em. Cái ngày chính từ xưa tới giờ là ca sĩ. Nãy giờ mình tưởng mời Huy là dạng khách mời mà Diễn Viên Hài á. Thôi anh tưởng là Diễn Viên. Mọi người ơi, bị sao vậy? Ngày hôm nay em đã trở lại với hình tượng mẫu mực và rất điềm đạm. Em còn hát được hả Huy? Trời ơi. Tất cả khán giả, em tới đây ngày hôm nay với vai trò sẽ tìm ra được giọng ca xuất sắc nhất qua ánh mắt nhà nghề của em. Ánh mắt nhà nghề ghê anh. Trời ơi, không thấy ánh mắt ba gai lắm luôn á. Chào em. Dạ em chào anh. Dạ em gửi dạ. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Để gương mặt bạn này nhiều hơn bởi vì mày có những cái đốm đỏ mụn trứng cút. Mụn xuất phát từ việc chúng ta trang điểm nhiều, tẩy trang không hề kỹ. Em nghĩ anh này nó có đi diễn hàng đêm nhưng vì vội quá tẩy bất ngờ sơ không em tẩy sâu. Nói chuyện đàn ông chúng tôi
Tại vì bạn này đi hát về đêm anh. Ờ đúng rồi. Mệt quá. Gồng chi mệt vậy? Gồng mệt. Chi mệt. Gồng thấy giả liền. Không có tẩy trang sâu á. Đúng rồi. Người hàng hàng người ta thường ngồi trước vậy mà. Chân trước chân sau. Trời ơi. Em làm giống hơn bên đây luôn á. Thì đó. Ý em là vậy đó. Con Hồng giữ em. Dạ trời. Tại bữa anh có nhớ cái tập kia có thí sinh bán son không? À vậy hả? Em lén lén ra đẩy nhẹ cây son. À 260 khuyến mãi em 270. Con chào con. Dạ. Huy cực kỳ là đẹp trai. Và không hiểu tại sao trên mạng người ta nói rằng chó có vấn đề về giới tính. Nhưng cô thì... Trong một gia đình, nếu người chồng hả? Hả? Trong một gia đình nha, hai người, nếu người chồng rồi đánh người vợ. À rồi. Ai là người sai? Trời sai mà bị đánh. Đánh người vợ. Mặc dù là người vợ đó. Người vợ sai đó. Cái gì sai? Người vợ sai mà bị đánh. Không, người vợ không làm lỗi gì hết. Không làm lỗi gì hết. Ai là người sai? Người vợ sai luôn. Anh nhìn vô cái máy camera nói thẳng ai? Người vợ sai. Ai sai, chồng hay vợ? Người vợ sai. Ai chồng hay vợ? Hả? Một chữ thôi, chồng hay vợ? Ai là chồng hay vợ? Tôi thì người vợ. Ơi, thấy chưa? Loáng rồi, loáng hết chị cả rồi. Đã lộ hết tất cả dấu vết bao nhiêu năm nay. Thôi hôm bữa ở với lại Chí Thiện, Chí Thiện. Chí Thiện thì làm vợ Chí Thiện đâu? Vậy hả? Thiện ơi, cậu phải nghĩ đi. Cầu thế kìa. Nó qua tới cầu. Tớ thấy là bé này rất là... Trời ơi. Đúng rồi. Năng động. Tớ tin cậu. Hiểu không? Tức là biểu diễn piano cũng có thể mẹ bán đồ cũng được. Hay là mình bắt chết bài mèo kêu cùng nhau. Mèo mèo mèo. Bây giờ ở Kiều Minh Tuấn. Đâu làm vợ Kiều Minh Tuấn. Ủa bắp, em là hạng gái gì vậy? Ước mơ được làm vợ. Trong một gia đình đó mà chồng mà quýnh vợ ai là người có lỗi? Gì? Trong một gia đình mà chồng mà quýnh vợ ai là người có lỗi? Tôi thấy là đàn ông có lỗi. Không, là người chồng là người vợ. Chồng chứ. Ơi. Ớt đi, ra đây. Bài đó nha. Chính là cái bài đó. Tổ hợp gì vậy? Tổ hợp đó luôn. Nói luôn ha. Chú mấy. Con thấy không? Chú nhảy như vậy mà chú đâu có mệt đâu. Chú không có mệt nha con. Chú thở như bò thở chứ không có mệt. Chú hoàn toàn khỏe mạnh. Em biết không? Trong những cái trò chơi này á, anh đã chơi rất là nhiều lần rồi. Mình phải tính toán. Ờ. Có chiến thuật không anh? Có chiến thuật chứ. Những nơi nào mà kiếm vô nhiều nhất chứng tỏ chỗ đó an toàn. Tôi chọn những nơi mà mình chưa khai phá chẳng hạn như đây không? Nơi mà mình chưa khai phá chẳng hạn như đây không? Chẳng hạn như đây không? Tuyệt vời quá anh ơi. Tuyệt vời. Không sao. Không sao. Anh đi khai phá hay là anh phá người ta vậy? Thật sự là đôi bàn tay thổi thật. Chào tạm biệt.
Ủa đâu vậy? Rồi.